Hello các em, trong video này thì cô sẽ chữa cho chúng ta một số những cái bài tập liên quan đến chương trình lớp 11 thí điểm, lớp tiếng Anh lớp 11 thí điểm nhá, chương trình mới ạ. Đấy, bây giờ cũng có rất nhiều trường học chương trình thí điểm này rồi đấy, đúng không? Và cái phần lớn thì có thể các bạn vẫn đang dừng ở Unit 6 Global Warming, sự nóng lên toàn cầu. Đấy, thì đây là một số những cái bài tập liên quan đến Unit 6, đấy, sự nóng lên toàn cầu. Nào thì bây giờ cái câu thứ 1 cho đến 5 này thì chúng ta sẽ phải điền những cái từ vựng ở ở trên này. Thì trước khi mà chúng ta điền, cô sẽ dịch cho chúng ta một số nghĩa. Cô sẽ dịch nghĩa cho chúng ta một số những từ trên này trước nhé. Từ đầu tiên chúng ta có energy saving. Energy có nghĩa là năng lượng, saving là tiết kiệm, thì energy saving có nghĩa là tiết kiệm năng lượng. Đấy, energy saving. Tiếp theo chúng ta có từ thứ hai này. Từ này đọc là atmosphere. Đấy, atmosphere. Nhớ từ này trong âm của nó sẽ rơi vào âm thứ nhất nhé. Mình không đọc là atmosphere mà là atmosphere trong âm thứ nhất. Và nhớ là cái chữ chữ o ở đấy mình không đọc là most, không đọc thành âm o mà mình sẽ đọc nó thành âm ơ ngắn đấy. Đọc là atmosphere có nghĩa là bầu khí quyển. Tiếp theo chúng ta có cái cụm này đúng không? Đấy, global warming có nghĩa là sự nóng lên của toàn cầu. Tiếp theo chúng ta có carbon emissions. Ở đây thì chú ý cho cô là emission, khi mà nó có s ở đây, emissions, thì cái này nó tương ứng với cả gases là khí nhá. Đấy thì đây gọi là khí carbon. Tiếp theo chúng ta có fertilizer. Fertilizer, nhớ cái từ này trọng âm của nó sẽ rơi vào âm đầu tiên này. Fertilizer có nghĩa là phân bón. Tiếp chúng ta có tính từ man-made. Thì man-made có nghĩa là nhân tạo. Đấy, tính từ nhá, nhân tạo. Tiếp theo chúng ta có cụm từ là carbon footprint. Đấy, carbon footprint có nghĩa là cái lượng khí carbon mà mỗi một người thải ra. Đó gọi là carbon footprint. Và cuối cùng chúng ta có cụm từ sea level có nghĩa là mực nước biển. Ok. Đó, như vậy bây giờ chúng ta đã biết hết tất cả nghĩa của những từ trên rồi. Thì bây giờ câu từ 1 cho đến 5 bây giờ chúng ta sẽ cùng điền với cô nhé. Câu thứ nhất này, buying organic food. Organic có nghĩa là hữu cơ đúng không? Thì organic food có nghĩa là thực phẩm hữu cơ. Buying organic food is better for the environment. Thì nó sẽ tốt hơn cho môi trường bởi vì nó sử dụng ít cái gì đó hơn. Thì ở đây sẽ là thực phẩm hữu cơ, em phải hiểu là tại sao nó đắt, bởi vì là cái quá trình người ta trồng á, thì người ta không có sử dụng phân bón, không có sử dụng thuốc trừ sâu, tóm lại tất cả những gì liên quan đến hóa học á, đấy, thuốc trừ sâu rồi phân bón hóa học vân vân, nó đều loại bỏ hết. Đấy, cho nên là thực phẩm hữu cơ nó rất là tốt cho sức khỏe, bởi vì nó không có sử dụng những cái chất độc hại như vậy. Cho nên chính vì vậy cho nên nó cũng rất là đắt. Thế thì nó sử dụng cái gì? Nó sử dụng ít phân bón đúng không? Cho nên câu thứ nhất chúng ta sẽ điền cho cô cái từ là từ fertilizer. Ok, đấy, từ đầu tiên nhé, fertilizer, phân bón. Tiếp theo câu số 2, the simplest way to reduce your cái gì đó is to cycle to school. Ở đây chúng ta có từ cycle, nó có nghĩa là gọi là đạp xe đến trường, có ý nói là sử dụng xe đạp á. Thì the simplest way là cái cách đơn giản nhất để mà giảm được cái gì đó của bạn chính là đạp xe đến trường. Thì đây là thuộc về mỗi cá nhân đúng không? Chính là giảm đi cái lượng khí carbon mà mình thải ra. Thì khi mà mình đạp xe đạp thì nó sẽ không có thải ra bất kỳ một cái khí carbon nào cả. Nó khác với cả việc khi mà chúng ta đi xe máy, đi ô tô. Thế thì khi mà chúng ta đi xe đạp thì đó là cách đơn giản nhất để có thể giảm đi cái lượng khí carbon mà mình thải ra. Cho nên câu này chúng ta sẽ chọn cho cô cái cụm từ là carbon footprint. Ok, như vậy câu số 2. Chỗ này hơi ít chỗ cho nên cô sẽ viết ra đây nha. Số 2 chúng ta sẽ điền từ carbon footprint vào đây. Đó, gọi là cái lượng khí carbonic mà mỗi người thải ra. Tiếp theo câu số 3, replace có nghĩa là thay thế này. Replace all the light bulbs in your home có nghĩa là thay thế tất cả những cái đèn điện ở trong nhà của bạn bằng with, ở đây là bằng nhưng không phải là với những cái bóng đèn. Làm sao? Phải là tiết kiệm năng lượng đúng không? Thế cho nên là số 3 chúng ta sẽ điền từ energy saving vào đây. Energy saving. Đó, sau đó là bulbs, gọi là bóng đèn tiết kiệm năng lượng, ví dụ đèn compact. Đấy. Tiếp theo này, câu 4 này, leaving your DVD player on standby. On standby là ở chế độ, gọi là chế độ chờ, đúng không? Chế độ gọi là chế độ chờ đi, chế độ tạm nghỉ kiểu vậy. Thế thì khi mà mình để cái DVD player của chúng ta ở cái chế độ đó thì nó vẫn cứ sản sinh ra. Đấy, produces, mình ở đây mình không dịch là sản xuất nhưng mà gọi là sản sinh ra. Đấy, thì nó vẫn sản sinh ra cái the same cái gì đó each year as the average person of Burundi. Ở đây thì cái này sẽ sản sinh ra gọi là khí carbon.
Đấy, thì câu số 4 này chúng ta sẽ điền cho cô cái carbon emissions, khí. Cho nên cái này mình sẽ điền emission vào đây. Và nhớ là emission phải có S thì nó mới có nghĩa là khí. Thế còn nếu mà emission mà không có S thì nó có nghĩa là sự sản, gọi là sự, sự gọi là gì nhỉ? Sự sự phát ra một cái gì đó, hoặc là sự thải ra một cái gì đấy thôi nhá. Đấy, sự thải ra một cái gì đấy thôi. Thế còn khi mà nó có S thì nó mới có nghĩa là khí, khí carbon. Tiếp theo câu số 5, developed countries là các quốc gia phát triển. They are responsible for là chịu trách nhiệm cho 80% of the cái gì đó carbon dioxide. Carbon dioxide ở đây là khí CO2 đấy. That is already in the atmosphere, tức là các quốc gia đã phát triển thì chịu trách nhiệm cho 80% cái khí carbonic mà như thế nào đấy mà nó đã có sẵn ở trong bầu khí quyển. Thì cái này ạ, đây là danh cụm danh từ rồi, thì đằng trước chúng ta sẽ điền một cái tính từ có nghĩa là nhân tạo, tức là cái khí carbonic mà do con người thải ra ấy. Các quốc gia phát triển thì tất nhiên là ngày xưa người ta muốn phát triển được thì người ta phải trải qua một cuộc cách mạng công nghiệp, đúng không? Thế cho nên là họ phải chịu trách nhiệm cho cái khí carbonic mà tự họ tạo ra hay là do con người tạo ra. Thì ở đây chúng ta sẽ điền cho cô cái từ là man-made. Ok, đấy, như vậy xong nhá. Bây giờ tiếp tục với câu số 6 cho đến 15. Thì câu 6 đến 15 là những câu mà liên quan đến đọc lỗ. Đấy, thì bây giờ thì chúng ta sẽ vừa, cô sẽ vừa dịch, vừa đọc cho chúng ta và chúng ta sẽ vừa điền nhé. Thì như thế nó sẽ nhanh nhất, đúng không? Đấy, Việt Nam is listed. Ở đây chúng ta có động list. List có nghĩa là được liệt kê. Được liệt kê. Hoặc là list nó còn có nghĩa là niêm yết nữa. Ví dụ niêm yết giá ở trên website hoặc là niêm yết cái gì đó. Thế ở trong trường này có thể hiểu là niêm yết hoặc liệt kê. Thì Việt Nam được liệt kê, đúng không? Hoặc là được liệt là đấy, đúng không? Được liệt là được World Bank là cái tổ chức ngân hàng thế giới, nó liệt là nằm trong số những nước mà among the countries, là nằm trong số những nước mà most cái gì đó by rising waters. Cái mực nước biển nó cái mực nước nó dâng cao, đúng không? Brought about là gây ra bởi nhá. Chúng ta có brought about thì ở đây nó là cái mệnh đề quan hệ thôi. Nó là cái mệnh đề quan hệ rút gọn thì nó chỉ sử dụng đúng một cái phân thứ hai đấy thôi. Thì cái dạng nguyên thể của nó chính là bring about. Đấy, nguyên thể nó chính là bring about, là gây ra. Thì cái bring about nó sẽ bằng với cả động từ cause, gây ra. Thì cái nước biển nó dâng cao này nó gây ra bởi higher global temperatures, có nghĩa là cái nhiệt độ, cái nhiệt gọi là cái nhiệt độ trái đất cao hơn, tức là do nhiệt độ trái đất nó tăng lên thì nó dẫn đến là tan chảy, băng tan chảy thì dẫn đến là cái mực nước biển nó tăng lên. Đấy, em hiểu là cái cơ chế của nó là như vậy nhá. Thì sẽ là bị gì? Đấy, chúng ta có hurt này, destroyed này, threatened, changed. Thì câu này thì đáp án của chúng ta sẽ là C, đúng không? Threatened là bị đe dọa. Đấy, thì khi mà cái mực nước biển, khi mà cái mực nước nó tăng cao ấy thì nó sẽ đe dọa, đúng không? Cho nên câu số 6 đáp án của chúng ta sẽ là C, đe dọa. Đấy. Tiếp này, such a rise of 1 meter. Rise ở đây ám chỉ là cái mực nước nó tăng lên khoảng 1 mét thôi. Đấy, thì nó cũng có thể như thế nào? A third of the Mekong Delta underwater. Nó cũng có thể khiến cho 1/3 của đồng bằng sông Cửu Long ngập dưới nước. Underwater vừa có thể là một trạng từ, vừa có thể là một tính từ. Thì trong trường hợp này nó là tính từ. Thế thì cái gì có thể đi với cả tính từ? Đấy, đi với cả một cái cụm a third of Mekong Delta, gọi là something ấy, đúng không? Toàn bộ cái cụm này chúng ta sẽ coi nó là something, cái gì đó. Đấy, và do đó cộng với cả tính từ. Thế thì ở đây không thể dùng với cả resolve được nhá. Hai cái này không được, mà sẽ là leave, đúng không? Khiến cho cái gì đó ở trong một cái trạng thái như thế nào đó thì chúng ta sẽ phải dùng động từ leave. Thế thì ở đây nó là phương án B. Đây chỉ là câu giả định thôi, chứ nó không phải là một cái có khả năng sẽ xảy ra trong tương lai. Đấy, thì, tức là không có khả năng chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai, mà chỉ là câu giả định thôi. Cho nên chúng ta sẽ dùng could nhé, could. Đấy, nó giống như kiểu câu đề kiện loại 2 ý, thì nó như kiểu là câu giả định thôi. Cho nên chúng ta dùng could. Đấy, thì và chúng ta có công thức là leave something cộng với cả tính từ. Đấy. Đấy, leave something cộng với tính từ, tức là để cho cái gì đó ở trong một cái trạng thái như thế nào đấy. Thì ở đây cái việc mà tăng, rise ở đây là danh từ nhá, việc tăng cái mực nước biển lên khoảng 1 mét thôi cũng có thể khiến cho 1/3, a third là 1/3 của đồng bằng sông Cửu Long bị ngập dưới nước. Đấy, và dẫn đến một cái mass internal migration. Migration có nghĩa là sự di cư à? Internal có nghĩa là bên trong nội bộ này. Mass là hàng loạt này.
chỗ này thì tạm thời dịch như thế nha. And devastation, devastation có nghĩa là sự tàn phá đấy. Động từ của nó chính là động từ devastate, tàn phá. Thì từ này cũng bằng với cả destroy thôi. Mà destroy là phá hủy, còn cái này là tàn phá. Thì nó cũng dẫn đến cái gọi là cái tàn phá, hoặc là sự di cư, hoặc gọi là internal, gọi là nội bộ ở bên trong cái khu vực đó à, hàng loạt luôn, tức là trên quy mô lớn luôn. Cái mass ở đây mình có thể hiểu là như vậy. In origin, ở trong một cái khu vực mà đúng không, produces nearly half of Vietnam's rice, mà nó sản xuất ra gần một nửa gạo của Việt Nam. Thế thì ở đây chúng ta sẽ phải chọn gì? Chúng ta phải chọn là that, đúng không? Cái khu vực mà. Thì sau cái that này thì nó sẽ cộng that hoặc là which đều được nhá. Ở đây là câu hỏi liên quan đến đại từ quan hệ. Thế một cái khu vực thì đây là một cái danh từ chỉ vật, cho nên là thực ra thì region cũng có thể hiểu là một cái danh từ chỉ nơi chốn, đúng không? Thế tuy nhiên thì ở đây mình không dùng where được, bởi vì là công thức của where là gì? Sau where sẽ là gì? Chủ ngữ cộng với cả verb, tức là nó phải là một mệnh đề. Sau where phải là mệnh đề. Còn ở đây là đằng sau cái region này thì nó lại là một cái đằng sau cái chỗ trống này thì nó lại là một cái động từ luôn, cho nên không thể dùng where được. Đấy, mà dùng that hoặc là which, là cái khu vực mà. Đấy, chứ không phải là nơi mà. Cái khu vực mà nó sản xuất ra khoảng nửa, gần nửa gạo của Việt Nam. Thì câu này chúng ta dùng that hoặc là which, nhớ chưa? Như vậy tóm lại là A. Đấy, dùng đại từ quan hệ that hoặc là which để thay thế cho cái danh từ đằng trước là từ region. Rồi, tiếp theo này, the vast humid expanse. Expanse có nghĩa là cái sự trải dài á. Expanse, sự trải dài. Vast có nghĩa là rất là rộng lớn, bao la. Cái từ vast này, rộng lớn, bao la. Chứ còn humid có nghĩa là ẩm ướt. Của cái đồng bằng, của cái đồng bằng đang ám chỉ đồng bằng sông Cửu Long này. Is home to, đấy, chúng ta lại gặp lại cụm từ home to. Is home to có nghĩa là nơi mà có khoảng hơn 17 triệu người sinh sống. Đấy, tức là cái khu vực trải dài, cái sự trải dài của cái khu vực đồng bằng này, đúng không? Rất là rộng lớn, bao la và ẩm ướt này, thì là cái nơi mà có hơn 70 triệu người Việt Nam sinh sống. Những người mà đấy, who thì ở đây sẽ là gì? Dùng who ở đây là 17 million, là một cái danh từ số nhiều, đúng không? 17 triệu người. Thế cho nên là who ở đây là đại từ được dùng để thay thế cho cái số nhiều ở phía trước này. Thì không thể dùng, cái động từ của nó không thể ở dạng số ít, cũng không thể chia được, đúng không? Bây giờ chỉ còn lại hai phương án là A và D thôi. Thì ở đây là gì? Nó có một cái cụm từ là gì? For generations, đúng không? On its thousands of river arteries ở đây lắm, cho trong rất nhiều các thế hệ. Thì ở đây ám chỉ là từ ngày xưa, từ xa xưa cho đến tận bây giờ. Cho nên cái này chúng ta dùng hiện tại hoàn thành nhá. Câu này đáp án sẽ là D. Have relied. Đấy, who have relied for generations on its thousands of river arteries. Đã phụ thuộc rất nhiều thế hệ rồi. Rất nhiều thế hệ là từ xa xưa rồi cho đến tận bây giờ vẫn còn phụ thuộc. Thế thì chúng ta sẽ sử dụng thì hiện tại hoàn thành, đúng không? Hiện tại hoàn thành là diễn tả cái gì? Bắt đầu từ một thời điểm trong quá khứ kéo ra lại tận thời điểm hiện tại, đúng không? Nên nó có liên quan đến quá khứ và hiện tại. Thì chúng ta sẽ sử dụng hiện tại hoàn thành, được chưa? Thế on its thousands of river arteries, là nó đã phụ thuộc càng rất nhiều các thế hệ, đúng không? 17 triệu người trong rất nhiều các thế hệ thì đã phụ thuộc vào, ở đây chúng ta có rely thì đương nhiên phải đi với cả giới từ on rồi, thì đã phụ thuộc vào hàng ngàn những cái gọi là những cái con sông huyết mạch chính. River arteries, artery bình thường có nghĩa là động mạch, nhưng mà ở đây gọi là những cái con sông huyết mạch chính, những cái con sông chính đó, gọi là đường giao thông chính, liên quan đến đường sông nước ạ. Đấy, gọi là đường huyết mạch chính sông nước à, chưa biết dịch thế nào để cho nó hợp lý, nhưng đại loại là như thế. Artery bình thường có nghĩa là động mạch, thế nhưng ở đây mình không dịch là động mạch mà là cái đường giao thông chính, đường thủy ấy, gọi là cái đường thủy giao thông chính à, hàng ngàn cái đường thủy giao thông chính kiểu vậy. But rising water, rising sea water là cái mực nước biển nó tăng lên, thì caused, bị gây ra bởi cái sự nóng lên toàn cầu. Is now increasing, thì nó đang tăng lên cái salt content, có nghĩa là tăng lên cái lượng muối ở trong cái nước nước sông và cái gì đó. Thì câu này chúng ta sẽ chọn cái gì đây? Chúng ta có các động từ như thế này, đúng không? Threaten có nghĩa là đe dọa. Thế thì ở đây đằng ở phía trên nó đang nói là is cộng với cả verb ing, thì sau n này nó cũng sẽ phải đi với cả một verb ing, cho nên câu này chúng ta sẽ chọn C cho cô nhà. Đây là cấu trúc đồng dạng thôi. Đấy, thì nó tăng cái này và nó đe dọa đến cái livelihood. Ở đây chúng ta lại có từ livelihood, nó có nghĩa là cái kế sinh nhai nhá, kế sinh nhai. Livelihood of millions of poor farmers and fishermen.
của hàng triệu những cái người nông dân nghèo cũng như là của các ngư dân. Đó, tiếp theo climate change là sự biến đổi khí hậu. Ease, ở đây sẽ là ease cái gì đây? The rivers of the Mekong Delta salty. Ở đây là một tính từ này. Ở đây chúng ta lại có something này, sau đó cộng với cả tính từ. Thì theo các em cái động từ gì nó có thể kết hợp với cả something, sau đó lại cộng với cả tính từ ở đây? Chỉ có thể cộng với cả động từ make, đúng không? Make something khiến cho cái gì đấy trở nên như thế nào thôi. Đấy, như vậy câu 11 cái cấu trúc của nó sẽ là make something cộng với cả tính từ nhá. Thì cái sự biến đổi khí hậu thì đang khiến cho cái nước sông ở đồng bằng sông Cửu Long nó bị mặn. In Bến Tre, salt water reached as far as 35 miles inland. Ở đây có nghĩa là gì đây? Là ở Bến Tre thì cái nước biển đúng không? Nước mặn đó. Đấy thì đã lên đến ở đây là đã điều ý nói là đã lấn sâu vào trong đất liền inland thì gọi là inland thì gọi là đất liền, thì đã lấn sâu vào trong đất liền khoảng 35 dặm. Thì em tính đi mỗi một dặm khoảng tầm 1.7 km đúng không, ý nói là phải tầm 40 đến 50 km, tức là lấn sâu vào trong đất liền. Thì khi mà nó lấn sâu vào trong đất liền như vậy thì nó gọi là causing significant, thì nó gây ra significant có nghĩa là đáng kể này, thì đằng sau đó sẽ cộng với cả gì. Causing chỉ có thể causing damage to thôi. Đấy, câu này 12 sẽ là A nhé. Ở đây chúng ta sẽ điền cái danh từ nhé. Nhớ là damage thì vừa có thể là động từ vừa có thể là danh từ. Ở đây là cho em M này. Ôi trời ơi, nhiều khi viết xấu quá ta. Nhiều khi hay viết sai lỗi diễn tả quá ta. Đấy, thì ở đây mình sẽ điền cái danh từ là danh từ damage, có nghĩa là cái gây ra cái thiệt hại cho. Đấy, được chưa? Gây ra thiệt hại đáng kể. Đấy, significant có nghĩa là đáng kể hoặc là nhiều, gây ra rất nhiều thiệt hại cho. Đằng sau mình dùng giới từ là to. Như vậy chúng ta dùng cấu trúc là cause cộng với cả damage to, có nghĩa là gây thiệt hại cho. Cái này nó cũng liên quan đến sự kết hợp từ rồi, cho nên mình không thể kết hợp với cả những từ này được. Destruction có nghĩa là sự phá hủy này. Sự phá hủy thì mình có thể chỉ dùng là sự phá hủy một ngôi làng, hoặc là sự phá hủy một cái khu rừng thôi, hoặc là sự phá hủy môi trường sống thôi. Thế còn disaster có nghĩa là thảm họa, và loss có nghĩa là sự mất mát. Thì mặc dù loss với cả damage thì nó cũng bằng nghĩa nhau thôi, nhưng mà nó không kết hợp. Đấy, ở đây chỉ có thể cause damage to thôi. Crops có nghĩa là cây trồng, rồi livestock có nghĩa là vật nuôi. Đó, with rice production particularly affected, và cái việc sản xuất lúa gạo thì đặc biệt là bị ảnh hưởng. It is said that there are 3 grams of salt per liter of fresh water in the rivers now. Và người ta nói rằng là trong gì đây, per liter là trong một lít nước ngọt, trong một cái lít nước ngọt ở sông á, thì có 3 gram muối. Đấy, như vậy nó rất mặn đúng không. Gradually, dần dần thì more and more people are affected, càng ngày càng có nhiều người bị ảnh hưởng hơn. Đấy, câu 13 này. Câu 13 chúng ta chọn là say those nhé. Those nearest the sea are the most affected now. Ở phía trên người ta đang nói là people đúng không? Càng ngày càng có nhiều người bị ảnh hưởng hơn. Thì cái từ those ở đây chính là thay thế cho the people, hiểu chưa? Đấy, thì cái từ those ở đây chính là thay thế cho cái the people. Đấy, đặc biệt là những cái người mà ở gần biển nhất thì là những cái người mà bị ảnh hưởng nhiều nhất. Đấy, but soon, nhưng mà sớm thôi, the whole province, cả cái tỉnh, cả cái khu vực, cả cái tỉnh này will be, thì will be sẽ bị hit. Câu này thì đáp án của chúng ta sẽ là B. Mình không dùng attack, tấn công nhá. Touch là chạm và swept là gọi là quét ấy. Thì mình không dùng cái từ đó, mình dùng cái từ hit. Hit ở đây gần như bằng với cả từ affect là bị ảnh hưởng. Đấy, hit. Hit ở đây bằng với cả affect thế thôi. Đấy. Tiếp theo chúng ta có cái danh từ này là salinity, có nghĩa là tính mặn. Tính mặn của nước á, salinity. Từ này này. Salinity of the water là tính mặn của nước, thì has, thì nó đã lên đến một cái điểm, đã đạt được đến một cái điểm. Thì ở đây chúng ta sẽ dùng phương án A là reached, đạt được đến một cái điểm. Mà trong đó thì rất nhiều những người dân địa phương đã buộc phải abandon, buộc phải từ bỏ, đúng không? Buộc phải từ bỏ cái việc trồng lúa truyền thống của họ. Đấy, abandon có nghĩa là từ bỏ. Từ bỏ, bỏ cái việc, bởi vì nó đã quá mặn rồi cho nên họ phải từ bỏ cái đồng ruộng của họ. Không thể trồng lúa được nữa. Đấy. Ở đây chúng ta cũng có từ cultivation, có nghĩa là sự trồng. Đấy, sự trồng, động từ của nó chính là cultivate. Cultivate, động từ nhé, cultivate nhé. Thế còn đây là danh từ cultivation. Rice cultivation có nghĩa là sự trồng lúa. Đấy, còn traditional là truyền thống. Đó, thế thôi, cái bài này nó là như thế. Ok, tiếp theo này. Bài thứ 3 là cái bài viết lại câu. Thì cái bài viết lại câu này thực ra cũng rất là dễ thôi.
Đấy, bài này cô dạy chữa nhanh nha. Rồi bây giờ nối câu nha. They have been unprepared for sudden floods last year. Năm ngoái thì có cái lũ lụt nó rất là bất ngờ đúng không? Thì họ đã không chuẩn bị để mà đối phó với cả cái lũ lụt này, và họ nhớ cái điều đó. Thì nhớ về một cái điều nó đã xảy ra trong quá khứ rồi thì chúng ta dùng công thức là gì? Đấy, cái công thức thì cô sẽ ghi ra đây nhá. Remember đúng không? Nhớ. Nhớ là đã không đúng không? Ở đây cụ thể là nhớ là đã không chuẩn bị. Thì remember having này cộng với cả been này cộng với cả tính từ đi. Ở đây cái từ unprepared thì nó cũng coi như là một cái tính từ thôi. Thì nhớ là đã làm gì. Đấy, câu này là nhớ là đã không chuẩn bị đúng không? Thì viết lại, chúng ta sẽ viết lại là they remember having been unprepared đúng không? Chỉ cần viết lại như vậy thôi. Remember cộng với cả having. Ở đây nhớ là bài này người ta yêu cầu dùng perfect gerund, có nghĩa là mình phải dùng dạng having cộng phần thứ hai nha. Having been, sau đó là unprepared, không sẵn sàng hoặc là chưa chuẩn bị, for sudden floods last year. Đấy. Đến từ last year là xong. Ok, tiếp câu số 2. The US government had provided insufficient supplies for the flood victims. Thì chính phủ của Mỹ đã cung cấp gọi là không đủ. Đấy, supplies có thể hiểu là những cái đồ nhu yếu phẩm á, không đủ, đã cung cấp không đủ những cái đồ nhu yếu phẩm. Nhu yếu phẩm đây gồm có nước này, gồm có đồ ăn thức uống, rồi là thuốc thang vân vân, thì gọi là supplies, đồ nhu yếu phẩm cho những cái nạn nhân của cái vụ lũ lụt. Rồi local communities là cái những cái cộng đồng địa phương ở New Orleans criticized the US government for that. Thì họ đã chỉ trích chính phủ Mỹ vì điều đó. Thì bây giờ chúng ta đã có công thức là chỉ trích ai vì điều gì đúng không? Chính là local governments in New Orleans thì đã criticized. Công thức của chúng ta sẽ là criticized ai? The US government đúng không? Sẽ là criticized the US government. Sau đó là for này. For gì? Having này cộng với cả phân từ 2 đây sẽ là từ provided. Đấy, for having provided insufficient supplies for the flood victims. Đấy, cuối cùng của chúng ta sẽ là flood victims. Ok, tự viết lại câu nha. Tiếp nào, deforestation and overflowing dams. Deforestation có nghĩa là sự chặt phá rừng. Overflowing dams có nghĩa là những cái đập mà nó bị tràn ra ấy, tràn nước ra ấy, thì have caused more worse floods and storms in recent years, thì đã gây ra những cái trận lũ lụt rất là tồi tệ hơn, và gây ra cả bão nữa, rất là, tóm lại gây ra lũ và bão rất là tồi tệ trong những năm gần đây. Đấy, và local people in Quảng Trị province blame them for that, có nghĩa là những cái người dân ở Quảng Trị thì đã đổ lỗi cho chúng vì điều đó. Đổ lỗi cho chúng ở đây, chúng ta phải là chúng ở đây là chính là cái việc, chính là hai cái tác nhân này là deforestation và overflowing dams, được chưa? Thế cho nên câu này mình sẽ viết lại là gì? Local people in Quảng Trị province, đúng không? Blame. Đấy, đổ lỗi. Blame cái gì? Blame thứ nhất là deforestation, đúng không? Đấy, và thứ hai là overflowing dams. Đấy. For having caused. Đấy, for cộng với cả having cộng phần thứ hai chính là for having caused worse floods and storms in recent years. Được chưa? Tiếp câu thứ tư. The US government caused various diseases and birth defects in Vietnam with Agent Orange. But the US government denies that. The US government caused, có nghĩa là cái chính phủ Mỹ thì đã gây ra rất là nhiều những cái căn bệnh khác nhau. The various diseases là gây ra nhiều căn bệnh khác nhau. Và birth defects. Birth defects là những cái khiếm khuyết khi mà sinh ra, gọi là những cái dị tật. Những cái dị tật khi mà sinh ra ấy, ở Việt Nam với chất độc màu da cam. Đấy, và chính phủ Mỹ thì phủ nhận cái điều đó. Như vậy chính phủ Mỹ phủ nhận là đã gây ra, đúng không, những cái như thế này với chất độc màu da cam. Deny thì đằng sau đó là gì? Deny cộng với cả having cộng phân thứ hai thôi, đúng không? Phủ nhận điều gì? Như vậy deny là having caused various diseases and birth defects in Vietnam with Agent Orange. Đấy, chúng ta chỉ viết lại như vậy thôi. Denies having caused. Đấy, various diseases and birth defects in Vietnam with Agent Orange. Đấy, chúng ta biết lại. Rồi, tiếp theo này, câu số 5. It was said that he had pumped salty water into the fields illegally, and he admitted that.
người ta nói rằng là anh ta đã đổ gọi là anh ta đã thải những cái nước mặn đúng không, xuống những cánh đồng một cách gọi là illegally, là một cách gọi là bất hợp pháp, và anh ta thừa nhận điều đó. Đấy, nhưng mà anh ta thừa nhận điều gì? Anh ta thừa nhận là đã thải những cái này xuống những cánh đồng bất hợp pháp, được chưa? Thì câu này viết lại he admitted having pumped. Đấy, admitted cộng với having cộng phân từ hai thôi. Admitted cộng having này. Đấy, sau đó là pumped, bơm. Cái này gọi là bơm những cái nước mà nước muối á. Salty water into the fields illegally. Đấy, chúng ta viết lại như vậy nha. Tiếp câu thứ 6. The world's largest IT companies have powered their operations with 100% renewable energy, and we admire them for that. Cái công ty về lĩnh vực công nghệ thông tin hàng đầu thế giới, là các công ty hàng đầu thế giới về lĩnh vực công nghệ thông tin thì đã power, là đã kiểu nhỉ, power ở đây chúng ta hiểu là đã kiểu operations, là những cái cơ sở vận hành của họ ấy, những cái cơ sở kinh doanh của họ ấy, đấy, tức là đã power ở đây có thể hiểu là đã cung cấp điện cho những cái cơ sở kinh doanh của họ 100% là cái năng lượng, gọi là năng lượng có thể tái tạo được, bằng 100% năng lượng có thể tái tạo được. Ở đây ví dụ là năng lượng mặt trời, đúng không? Đấy là cái năng lượng có thể tái tạo được. Đấy thì thay vì dùng năng lượng điện, thay vì dùng cái điện mà từ nước chẳng hạn, thì người ta sử dụng cái năng lượng mặt trời chẳng hạn. Thì đấy là một trong những cái loại năng lượng mà có thể tái tạo được. Thế thì họ đã cung cấp điện cho những cái cơ sở kinh doanh của họ 100% là bằng cái năng lượng có thể tái tạo được. Và chúng tôi rất là ngưỡng mộ họ về cái điều đó. Thế thì viết lại sẽ là gì? Chúng tôi ngưỡng mộ ai, đúng không? Them ở đây chính là những cái the world's largest IT companies for gì đấy. Thì bây giờ chúng ta sẽ ghi nhá. Ngưỡng mộ ai nào? Ngưỡng mộ cái the world's largest IT companies, đúng không? The world's largest IT companies. Vì điều gì? Thì chúng ta dùng giới từ for. Vì đã, đúng không? For having powered. For having powered their operations with 100% renewable energy. Được chưa? Rồi, tiếp theo câu 7. Câu 7 chúng ta có từ Greenpeace. Đây là một cái tổ chức ấy, has supplied all public school districts with 100% renewable energy. Và local communities in North Carolina thanked the government for that. Đấy, cái tổ chức Greenpeace này, đúng không? Hòa bình xanh đã cung cấp cho những cái school, public school district, là những cái trường, gọi là những cái trường công, đúng không? Với 100% năng lượng có thể tái tạo được. Và các cái cộng đồng địa phương ở cái bang này thì cảm ơn cái tổ chức này vì điều đó. Thì câu này cũng rất là dễ, là các cộng đồng ở cái chỗ này thì cảm ơn ai? Chính là cảm ơn Greenpeace, đúng không? Thanked. Đấy, ở đây nó dùng động từ quá khứ thì nhớ cũng mình cũng phải dùng động từ quá khứ nhé. Thanked Greenpeace. Đấy, sau đó là for, cụ thể là having cộng phân thứ hai là gì? For having supplied. Vì đã cung cấp. Đấy, having cộng phân thứ hai, cung cấp cái gì? All public school districts with 100% renewable energy. Hết, được chưa? Tiếp câu số 8, salinity of water là cái salinity là cái gọi là cái tính mặn của nước ấy, đúng không? Cái tính mặn của nước thì had caused significant damage to the crops and livestock in Bến Tre, and local people in Bến Tre blamed it for that damage. Là cái tính mặn của nước thì đã gây ra cái thiệt hại rất là lớn cho cái cây trồng cũng như là vật nuôi ở Bến Tre, và những cái người dân địa phương ở Bến Tre thì đổ lỗi cho nó vì cái điều đó. Thì đổ lỗi cho ai đây? Chính là đổ lỗi cho cái salinity of water, đúng không? Thì câu này chúng ta sẽ viết lại là gì? Blamed salinity of water. Salinity of water. Yeah, of water. For, vì, đúng không? For having caused. Đấy, vì đã caused. Đấy. Vế đằng sau chúng ta viết tiếp. Having caused significant change, significant damage to the crops and livestock in Bến Tre. Hết. Tiếp câu số 9. Mary installed a wind turbine to provide energy for all lights and air conditioners in the home, and she remembers that. Thì Mary đã cài đặt một cái wind
turbine đúng không, một cái gọi là wind turbine để mà cung cấp, mà gọi là tuabin gió đúng không, gọi là tuabin gió để mà cung cấp năng lượng cho tất cả những cái đèn và cái điều hòa ở trong căn nhà của cô ấy, và cô ấy nhớ cái điều đó. Thế thì nhớ là đã đúng không, cài đặt cái này để mà cung cấp cái kia. Thế thì remembers having, nhớ là đã cài đặt, thì having cộng với cả installed, đúng chưa? Đấy. Having installed a wind turbine to provide energy for all lights and air conditioners in the home. Hết. Tiếp câu số 10, the burning of fossil fuels. The burning of fossil fuels có nghĩa là cái việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch. And other human activities, và các hoạt động mà, và các hoạt động của con người khác, thì has increased an average global temperatures by 1.8 degrees centigrade over the past 100 years, and scientists accuse it for that. Cái việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch và các hoạt động khác của con người thì đã khiến cho cái nhiệt độ cái nhiệt độ của thế giới nó tăng lên trung bình là cái nhiệt độ trung bình đúng không, là cái nhiệt độ trung bình của thế giới thì đã tăng lên là 0.8 độ C trong vòng 100 năm qua. Thế thì các nhà khoa học đã đổ lỗi cho nó vì điều đó. Thế đổ lỗi cho nó là đổ lỗi cho cái gì? Đổ lỗi cho cái này, the burning of fossil fuels and other human activities. Đấy. Vì đã đúng không, vì đã làm tăng lên cái này, thì accuse it ở đây thực ra là không đúng lắm, phải accuse them chứ đúng không. Tức là có hai cái tác nhân, thứ nhất là do về việc đốt cháy, thì tất nhiên là những cái hoạt động của con người khác thì đây phải là dâm. Ở đây là rất nhiều hoạt động, ngoài cái hoạt động đốt cháy nhiên liệu hóa thạch ra là còn có hoạt động như kiểu là chặt phá rừng vân vân. Thì đấy, rất nhiều các hoạt động khác nhau thì phải là accuse dâm. Ít ở đây cũng nghe mà không đúng lắm. The scientists accuse, thôi không quan trọng, như accuse cái gì, the burning of fossil fuels là một đúng không? The burning of fossil fuels and, right, phải and other human activities, and other human activities, right, for, right, thế là đổ lỗi cho hai cái này đúng không, vì đã làm gì, for là vì đã này, rồi sau đó là cộng với cả having cộng phân thứ hai thôi, vì đã gây ra đúng không, for having increased. For having increased average global temperatures by 1.8 degrees centigrade over the past 100 years. Hết. Câu này nó chỉ biết vậy thôi là xong. Ok, rồi chỗ nào chúng ta có một cái gì đấy chúng ta chưa thắc mắc thì chúng ta cứ comment thoải mái nha. Bye bye các em.